Và có thể nói rằng là cái không khí Tết giờ đây đã len lỏi trong mọi ngóc ngách, trong từng ngôi nhà, trong từng góc phố. Và chắc chắn rằng đây cũng là một cái thời điểm rất là đẹp để chúng ta chờ đợi, để chúng ta đến với những cái giây phút để tận hưởng cái vẻ đẹp rực rỡ nhất của những cái loài hoa khi mà năm hết Tết đến. Và thật tuyệt vời nếu như mà giờ đây chúng ta lại được đến với Đà Lạt để chúng ta có thể thưởng thức được một cái vườn hoa, một cái bức tranh thiên nhiên vô cùng đẹp với rất nhiều những cái loại hoa đang đua nhau khoe nở, một mùa xuân mới lại về. Thưa quý vị, hoa mai anh đào từ lâu vốn được xem như là biểu tượng của Đà Lạt. Hoa thường được trồng ở các tuyến phố chính trong trung tâm thành phố, với con số lên tới khoảng là 3.000 cây, trải dọc từ đường Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng và quanh khu vực Hồ Xuân Hương. Năm nay thì do thời tiết thay đổi nên là hoa nở sớm hơn so với mọi năm. Vào thời điểm này, du khách đến đây ngắm hoa và chụp ảnh rất là nhiều. Mùa này thì khắp các hang cùng ngõ hẻm của Đà Lạt, đâu đâu cũng thấy sắc hồng rực rỡ, càng làm thêm sức hút khó tả của thành phố ngàn hoa này. Và cũng chính nhờ vẻ đẹp đó mà loài hoa này không hề bị lép vế trước trăm ngàn loại hoa khoe sắc ở nơi đây. Thậm chí nó còn là một trong những biểu tượng và là niềm tự hào của người dân ở mảnh đất Đà Lạt này, và chứa đựng rất là nhiều điều tuyệt diệu. Vâng, Quỳnh Chi còn được biết rằng là hoa anh đào thì ở mỗi một thời điểm lại mang những cái vẻ đẹp rất là khác nhau. Ví dụ như là vào những buổi sáng sớm mờ sương thì hoa anh đào lại mang một vẻ đẹp dịu dàng, và chắc chắn rằng là với những người mà khi mà đến với Đà Lạt thì sẽ mang được về cho mình rất là nhiều những cái bức ảnh đẹp trong một cái khung cảnh toàn là hoa hồng, sắc hồng nhạt nhạt mà rất dễ để làm nền cho rất là nhiều những cô gái, ví dụ như mặc áo dài trắng này, selfie rất là đẹp đúng không ạ? Và Hoài Anh cũng được biết rằng là cái hoa anh đào này thường thay lá vào cái thời điểm cuối thu, và đến dịp đầu xuân thì hoa lại bắt đầu ra nụ và nở rộ nhiều nhất là vào dịp tháng 2 của mỗi năm. Và đi mọi ngóc ngách lớn nhỏ ở thành phố Đà Lạt thì chắc chắn rằng đâu đâu mỗi người chúng ta cũng sẽ đều bắt gặp hình ảnh của hoa anh đào nở rộ, tô thêm phần quyến rũ khó tả của thành phố ngàn hoa này. Và sau khi ngắm hoa mai anh đào thì du khách có thể chọn cho mình một cái quán cà phê nào đó để vừa nghỉ ngơi, vừa xem lại những cái tấm hình mà mình đã chụp, và thật tuyệt vời khi được lắng nghe một cái giai điệu du dương nào đó của một ca khúc mà chúng ta yêu thích, hay là ca khúc Ai Lên Xứ Hoa Đào được cất lên như là một cái cảm giác rất là bay bổng, rất là lâng lâng giữa cái hiện thực cuộc sống rất là bộn bề và tất bật của những ngày cuối năm như thế này. Và thực ra thì Hoài Anh cũng có đọc một cái thông tin ở trên internet cho biết rằng là như vậy thôi, chứ còn thực ra là mình cũng chỉ đặt mình vào cái trường hợp tưởng tượng chứ cũng chưa bao giờ được tận hưởng cái cảm giác đó ở trên cái thành phố ngàn hoa. Vì thực năng nếu mà chị Hoài Anh muốn ngắm hoa anh đào thì cũng có thể theo dõi những cái thông tin cụ thể hơn, vì thời tiết năm nay khá là thất thường. Cho nên là hoa anh đào mặc dù là nói là nở vào tháng 2 nhưng mà năm nay thì đã nở sớm hơn, và rất là nhiều du khách cũng đã đến Đà Lạt để mà tận hưởng cái vẻ đẹp của hoa anh đào rồi. Và thậm chí là các bạn của Mai ở trên Đà Lạt á, thì cũng đã có những cái bức hình rất là đẹp, và nhìn vào đó thôi là mình đã muốn ngay lập tức đi đến cái mảnh đất này để tận hưởng cái bầu không khí trong lành mát mẻ và những cái bông hoa nở đẹp như là ở Nhật Bản.